Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tán Gẫu sáng thứ bảy ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ bảy thì chúng ta vẫn có chương trình tán gẫu, chủ yếu là đề tài được mở rộng hơn. Chúng ta có thể đề cập những đề tài khác nhau thay vì là tập trung thời sự trong tuần. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Mong là ngày hôm nay quý vị sẽ có những ý kiến hay hơn để chúng ta cùng thảo luận. Bên cạnh đó thì cho phép Phong được đưa cái thông báo của công ty Teletron về cái đại nhạc hội trong 3 ngày 25, 26 và 27 tháng 5 này ở tại thành phố San Jose. Quý vị nào ở Bắc California, các vùng phụ cận như là San Francisco, ở tại Oakland hoặc là ở tại Sacramento có thể về San Jose tham dự đại nhạc hội này cùng với rất đông đảo anh chị em nghệ sĩ có mặt tại đây để phục vụ quý vị 3 ngày liên tục 25, 26, 27 tháng 5 sắp tới đây trong cái chi nhánh của công ty Teletron. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại là 1877-892-6999, 1877-892-6999 hoặc vào trang web của Teletron là teletronusa.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả khán giả và cũng cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho TNP Channel. Và bây giờ thì như thường lệ chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment của quý vị để tìm hiểu xem là hôm nay quý vị có những cái đề tài gì khác hơn nha. Xe ô tô bây giờ họ vậy trước 75 là gì gọi? Họ là vậy trước 75 là gì anh Phong? Là sao tôi không hiểu luôn. Câu hỏi này không hiểu luôn á. Ở trước 75 hay gì chúng tôi vẫn là xe hơi thôi nha. Tứ trụ triều đình gãy hết hai trụ còn một trụ rưỡi, nhưng mà vấn đề ở chỗ là họ đã bắt đầu có những người khác vô rồi. Bản tin này tôi đã đi trước cho quý vị là thứ nhất là Vương Đình Huệ đã chính thức từ chức, thứ hai là bà Trương Thị Mai có thể vào ghế chủ tịch quốc hội và Trần Thanh Mẫn thì vào ghế chủ tịch nhà nước. Tuy nhiên đây là chỉ là quyết định sơ bộ trước ngày 8 tháng 5 thôi, và cái ghế của Trần Thanh Mẫn bây giờ cũng đang bị cạnh tranh bởi Nguyễn Văn Nên thì chưa biết được, nhưng mà cái tin tức mà tôi biết là ngày 8 tháng 5 thì họ sẽ đưa hai người này vào tứ trụ. Còn Tô Lâm thì sau khi mà hết cái nhiệm kỳ gọi là Bộ trưởng Công an là về hưu luôn. Đó là những gì mà tôi thấy được trong cái tình hình tại Việt Nam ngày hôm nay nha. Rồi tiếp tục lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Tình hình chính trị Việt Nam có ảnh hưởng nhiều tới kinh tế Việt Nam không anh Phong? Có chứ. Bao giờ chính trị nó cũng ảnh hưởng kinh tế cả. Nhất là cái giai đoạn trước mắt thì chúng ta thấy rằng là cái tình hình này nó đang có sự hỗn loạn. Và ngày hôm qua thì hãng thông tấn Reuters nó gọi là chữ Tumo khi mà nó loan tin Vương Đình Huệ từ chức chủ tịch quốc hội. Và cái tin này thì tôi đã đưa trước. Thật sự không phải tôi đưa trước, đa số báo chí trong nước nó đã biết trước hết rồi, nhưng nó không dám đăng và không được phép đăng cho tới khi được bật đèn xanh của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Chính trị thì nó mới được phép đăng. Chứ thật ra đám nó còn biết trước cả hơn cả mình nữa. Chứ là đám báo chí trong nước nó biết trước hết rồi nhưng nó không dám đăng. Đó là cái cách của báo chí trong nước. Riêng cái tình hình kinh tế thì bây giờ nó có sự hỗn loạn. Thì có nghĩa là đang có cái cuộc tranh đấu giữa các đệ tử của ông Nguyễn Phú Trọng. Còn đám Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang thì ngồi chơi thôi. Ngồi ngó xem kịch thôi. Và điều này nó cũng sẽ tác động rất mạnh bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế. Kinh tế bây giờ đang bị khủng hoảng rồi và sẽ còn bị khủng hoảng thêm nữa nha. Rồi tiếp tục. Cho con hỏi những luật mà được quốc hội thông qua thì cần bao nhiêu phiếu ở Hạ viện lên tới Thượng viện để hủy về chú? Thật sự tất cả đều tùy theo cái vấn đề. Có những cái luật thì chỉ cần quá bán một phiếu thôi là được đưa lên sàn thượng viện, và sàn thượng viện nhiều khi mà họ không đồng ý thì cũng chịu thôi, họ không cho vô hoặc là họ phản đối thì coi như nó bị kẹt ở cả quốc hội luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thượng viện thì, nhưng mà có những cái thì nó đòi hỏi 2/3 khối phiếu. Những cái mà đòi hỏi 2/3 khối phiếu đa phần là nó nằm liên quan tới hiến pháp thì nó sẽ đòi hỏi 2/3 khối phiếu ở Hạ viện lẫn thượng viện.
Còn những cái nào không có liên can tới hiến pháp đó thì nó chỉ cần một phiếu là đủ. Ở trên hạ viện chỉ cần thông qua hơn một phiếu thôi là được chuyển lên thượng viện. Nhưng thượng viện có cho vô hay không lại là một chuyện khác. Nhiều khi thượng nghị sĩ họ chận ở trước cửa thượng viện rồi họ không cho vô. Họ dùng cái filibuster, tức là cái quy tắc mà muốn đưa ra tranh luận đó, thì có những lúc họ dùng cái filibuster là nó đòi hỏi 60 phiếu mới được đưa ra tranh luận trên sàn của thượng viện và bỏ phiếu. Rồi tiếp tục. Anh có thấy đất nước Mông Cổ rất kính tiếng đối với thế giới bên ngoài, tại vì họ bị kẹp giữa Nga và Trung Quốc, cái dải lãnh thổ của họ nằm kẹt giữa Nga và Trung Quốc thì họ ít có xào xáo hơn. Họ ít có xào xáo hơn và đa số ở Mông Cổ lại là sa mạc, cái kiểu mà gọi là sa mạc nhiều, gọi là sa mạc chứ thực ra nó không phải là khô cằn đâu, nó đồng cỏ không à, nhưng mà đất bằng nhiều nha. Rồi tiếp tục, lướt qua một số cái đọc rồi và nó nói rồi nha. Ok. Tôi rà lại tại cái vị vô ý kiến hơi nhiều cho nên tôi phải rà lại cái khúc đầu nó không tôi là bị mất hết của quý vị. Chú Phong làm quay phim rồi thì chú Phong có xài máy ảnh không chú, và thích hãng nào nhất? Tôi vừa check bên cái hãng Black Magic đây, thì hãng Black Magic vừa mới trong cái NAB Show vừa rồi thì họ vừa vừa giới thiệu một cái tôi đã có rồi, nhưng mà tại vì cái sensor nó lớn hơn. Tức là tôi dùng cái USE của hãng Black Magic thì bây giờ nó mới ra cái mới, nó bán mười mấy ngàn đây, là tôi đang coi, tôi đang tính đổi cái này đây. Ok. Thì nó là 12K, tức là bình thường TV bây giờ quý vị dùng là 4K. Thì thường thường bây giờ quay phim đó thì họ quay 6K hoặc là mà 8K thôi, nhưng mà Black Magic thì cách đây mấy năm họ ra 12K rồi, bây giờ họ improve lên. Thì tôi thường thường tôi thích là của Black Magic hay là của Red. Thì trên nếu mà quay phim thì chỉ có ba hãng mà người ta coi trọng nhiều nhất, là thứ nhất là cái hãng Arri. Arri thì không có bán máy, Arri chỉ cho mướn máy thôi. Một cái máy của họ nếu mà nó trị giá là 300-400 ngàn, Arri là đứng đầu, rồi tới Red. Red đứng thứ nhì. Thì bây giờ thứ ba là Black Magic đó. Ok, thì Black Magic với Red giống nhau, nhưng tôi thích bên Black Magic hơn bởi vì Red họ chỉ ra máy quay phim thôi, còn Black Magic họ ra nhiều thứ. Trong đó luôn có luôn cả cái software để edit và là chỉnh màu và có thể làm effect luôn. Thì nó gọi là DaVinci Resolve, thì đây là một trong những cái software edit mà nhiều người bây giờ đang sử dụng. Trong đó có tôi luôn nha, thay vì dùng Adobe thì bây giờ chúng tôi dùng qua cái DaVinci nhiều hơn nha. Rồi, anh Dĩ nghĩ gì khi người Việt Nam vi phạm bản quyền tác giả phổ biến nhất trên toàn cầu? Chả có nghĩ gì cả. Cái đám này là cái đám Việt Cộng, nó chuyên môn nó chơi cái trò đó và tôi đã cảnh báo mấy năm nay rồi. Và cuối cùng thì tôi nói với quý vị, vào cái sân chơi của thế giới thì nó rất rõ ràng. Bây giờ tụi nó lấp liếm bằng nhiều thứ, nhưng mà đi thêm một khoảng thời gian nữa, YouTube thì sẽ rất rõ ràng. Và tất cả các mạng xã hội cũng sẽ rất rõ ràng. Thì lúc đó họ sẽ bị cắt hết, cắt cổ hết. Bây giờ thì nó tới thị trường Việt Nam nó còn loạn. Nhưng mà từ từ rồi quý vị, nó sẽ cắt bỏ hết nha. Rồi tiếp tục, lướt qua những cái đọc rồi. Ok. Anh có thể giải thích thêm về ông David Baker không? Ổng là một trong những nhân vật của cái tờ báo nổi tiếng của nước Mỹ. Tờ đó là tờ Inquirer. Tờ đó mà tôi từng kể cho quý vị đó là tờ báo chuyên môn về tin lá cải. Nó gọi là tabloid đó. Ngày xưa đó, cái tờ báo này đó, nó sẵn sàng chấp nhận đơn kiện để nó bán báo. Ví dụ như là ngày xưa cách đây khoảng 20, 30 năm đó, là nó chụp hình rồi nó dựng những cái câu chuyện liên quan tới minh tinh tài tử. Rồi cái nó đưa lên. Thì nó viết những cái câu chuyện có thể có thật, có thể không có thật. Thì quý vị, cuối cùng thì nó bị đơn kiện. Và mỗi tuần họ nhận đơn kiện hết. Nhưng mà họ nói rằng đơn kiện thì cùng lắm giải quyết ngoài tòa. Họ sẵn sàng chi ra vài trăm ngàn để mà thỏa thuận với lại người kiện họ. Nhưng mà họ bán ít nhất từ 1 triệu cho tới 2 triệu ấn bản. Mỗi một ấn bản từ 5 cho tới 10 Mỹ Kim. Tức là mỗi tuần họ thâu vào á, là 5 tới 10 triệu đô la. Thì họ chấp nhận các đơn kiện đó luôn. Thì đó là tờ Inquirer nha. Rồi, anh Phong có biết một gia đình ở Cali bị đụng chết 4 người? Anh biết vì sao không anh? Cảm ơn anh. Đó là do lỗi xe VinFast. Tôi vừa nhận cái tin đó ngày hôm qua. Vũ Nhân của bên SBTN có báo cho tôi á, là bốn người đó
lái xe thì chiếc xe đâm vào cái cây. Thì cái chiếc xe đó là chiếc xe VinFast. Thì bây giờ người ta đang điều tra, nhưng mà nhiều phần người ta cho rằng là do cái hệ thống của xe VinFast khiến cho những người này bị lạc tay lái. Và chưa biết, bây giờ đang điều tra. Nhưng mà chiếc xe họ đang lái là chiếc xe VinFast nha. Rồi tiếp tục. Theo phong Tô Lâm có muốn kiểu độc tài toàn trị giống Putin và Kim Jong Un không? Ông ta muốn lắm nhưng bây không còn nữa, không còn cơ hội nữa rồi. Tại vì phải vào được tứ trụ thì ông ta mới nắm được chức tổng bí thư kiêm chủ tịch nhà nước. Nhưng bây giờ ông ta không vào được. Theo cái tin tôi biết thì ông ta chờ về hưu thôi. Chờ về hưu thôi là bởi vì nhưng mà ông ta về hưu kỳ này thì cũng nguy hiểm lắm. Tại vì kẻ thù của ông ta rất nhiều. So với Võ Văn Thưởng hay là Nguyễn Xuân Phúc á, mà về hưu hay là hạ cánh rồi đó thì họ không có nhiều phiền phức, nhưng mà Tô Lâm sẽ có nhiều phiền phức nếu mà ông ta bị nên, trên nguyên tắc thì là ông ta coi như không nằm trong tứ trụ rồi đó. Hai người mà được đề danh ở trong cái phiên họp vừa rồi trước ngày 8 tây tháng 5 là Trương Thị Mai là chủ tịch của Quốc hội, còn Trần Thanh Mẫn sẽ là chủ tịch nhà nước. Tuy nhiên cái ghế của Trần Thanh Mẫn thì đang bị cạnh tranh của Nguyễn Văn Nên, đại khái như vậy. Thì không có tên Tô Lâm, coi như là Tô Lâm kỳ này về hưu rồi nha. Rồi tiếp tục. Cộng đồng năm nay có tổ chức tưởng nhớ ngày Quốc hận không anh Phong? Năm nào cũng tổ chức và ở các tất cả trên toàn thế giới chứ không riêng gì cộng đồng ở Cali này không. Ở Houston, ở Virginia, ở Orlando, ở Atlanta, ở Seattle, ở San Jose, tất cả trên toàn nước Mỹ và không những trên toàn nước Mỹ, bên Úc từ Sydney tới Melbourne cho tới Âu Châu, tất cả đều tổ chức mỗi năm hết nha. Rồi tiếp tục. Mới mới đọc tin người Palestine biểu tình một số trường đại học khắp nước Mỹ, có phải là chiêu trò của Đảng Dân Chủ? Có một phần, nhưng mà sáng nay cái tin tôi có thì những người kẻ gọi là kích động tổ chức biểu tình bà Do Thái trong các trường đại học là cái nhóm cực tả được tài trợ bởi George Soros và một số những cái dark money, tức là tiền đen đó. Tiền đen tức là họ không báo cáo cái người đóng góp tiền cho họ là ai đó. Thì nó được kích động từ bên ngoài. Có điều là phản ứng của mỗi trường đại học khác nhau. California với New York á, thì coi như là bị stuck, bị kẹt, không làm gì được hết. Nhưng mà tại Idaho, tại Texas, tại Tennessee, thì tất cả các cuộc biểu tình đều bị shut down hết. Cảnh sát đã khai triển tới những khu vực này, ngăn chặn không cho những kẻ này vào trong ra trường. Và không cho họ chiếm dụng các cái khuôn viên của trường. Còn ở Colombia thì nó vẫn đang xảy ra, nó vẫn đang chiếm cái khuôn viên đó, nó cắm trại luôn. Thì quý vị, có điều là càng tốt để cho người Mỹ thấy được, để cho người Mỹ thấy được ai tiếp tay để khuấy động nước Mỹ nha. Rồi tiếp tục. Bắt hết luật sư thì công ty nước ngoài rúng động bởi vì không có người nào bảo đảm cho họ, là sao không hiểu luôn. Ok. Ok. Anh Phong cho hỏi cậu cộng sản nói đảo Guam và cả Đức tăng cho Hoa Kỳ, tặng cho Hoa Kỳ. Tôi không biết đảo Guam là đảo nào. Tôi không biết nữa. Ok. Rồi, Ok, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Vương Đình Huệ chứ không phải Trương Đình Huệ nha. Về hưu sớm có nghĩa là nội bộ Cộng sản Việt Nam đang đấu đá nội bộ giữa hai phe miền Nam và miền Bắc không? Không phải. Cái này không có miền Nam miền Bắc gì cả, mà cái này là đám đệ tử đứng sau lưng của Nguyễn Phú Trọng đang giành nhau, tại vì Nguyễn Phú Trọng sắp chết rồi. Và bây giờ nó tìm cách giành vào tứ trụ. Tại vì nằm trong tứ trụ có thể nắm chức tổng bí thư Đảng, mà Nguyễn Phú Trọng thì bây giờ đang bị đang chờ chạy chemo. Tức là ông ta bị ông ta phải chạy chemo để điều trị cái ung thư gì đó. Thì ông ta sắp chết rồi thì bây giờ nó đấu đá gay gắt thôi, chứ không có liên can gì Cộng sản miền Nam miền Bắc cả, là do đám đệ tử của Nguyễn Phú Trọng thôi. Còn phe miền Nam như là Trương Tấn Sang hay Nguyễn Tấn Dũng đang đứng coi kịch thôi nha. Chính trị ảnh hưởng mọi thứ ở Mỹ, chính trị bị tụi lobbyist big tech ảnh hưởng rất nhiều. Thật sự quý vị đúng. Và bây giờ thì chúng ta đang trong tiến trình dẹp bỏ tất cả những cái tổ chức lobbyist. Những tổ chức này lập ra bởi một số luật sư hoặc là những người từng là dân biểu quốc hội hay là thượng nghị sĩ, thì sau khi rời khỏi chức vụ
thì họ dùng cái ảnh hưởng của họ lập công ty lobbyist để bắt đầu vận động hành lang. Thì lúc trước giờ thì nó vẫn là hợp pháp, nhưng mà có thể là trong thời gian tới khi mà chúng ta thay đổi chính phủ thì có thể là sẽ chấm dứt những cái hoạt động lobbyist này. Nó đã từng bị ngừng hoạt động dưới thời của ông Trump rồi, nhưng mà bây giờ nó quay lại, nó hoạt động dưới thời của Joe Biden. Có điều là kỳ này nếu mà ông Trump trở lại và đảng Cộng Hòa trở lại thì có thể sẽ chấm dứt tất cả những cái lobbyist luôn nha. Ok, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok, cho em hỏi thăm Hunter Biden có khi nào kết tội và khi nào được bóc lịch? Cảm ơn anh. Chưa biết được, bây giờ vẫn đang điều tra. Các cuộc điều trần vẫn đang điều tra và tôi nghĩ rằng họ sẽ không có đàn hạch với lại Joe Biden, mà họ sẽ đúc kết toàn bộ. Còn Hunter Biden thì đang bị truy tố hai tội. Hai cái cao, không phải hai cái cao mà là hai cái indictment. Và trong hai cái indictment đó mỗi cái mấy cao. Thì một cái là tội trốn thuế, một cái là tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp. Thì bây giờ tôi chỉ biết khi nào xử. Tôi chưa biết khi nào xử. Vừa rồi thì tòa án tại Los Angeles đã bác bỏ cái đơn xin hủy cái vụ án này. Không được rồi. Và cái tòa ở tại Delaware thì cũng đã bác bỏ cái đơn của Joe, của Hunter Biden rồi. Thì tôi chưa biết họ ấn định ngày nào xử. Có thể là sau cái ngày bầu cử và cũng có thể trước bầu cử nha. Rồi tiếp tục. Joe Biden năm nay xong phim rồi, tốt nhất là đừng chịu đám ăn xôi nữa. Trên quy tắc thì tôi thấy là dường như là các cái nguồn dư luận cho thấy có lợi cho ông Trump. Tất cả nguồn dư luận bây giờ thì có lợi cho ông Trump, mặc dù ông đang đối diện với nhiều pháp lý. Nhưng mà về bầu cử thì coi như có lợi cho ông. Joe Biden bây giờ đang bị stuck và ông ta đang tìm đủ mọi cách để mà làm được những gì để làm trước khi mà ông ta mất chức nha. Lướt qua một số những cái đọc rồi nha, các bạn vào cái ok. Em mới xem chương trình đặc biệt của anh xong, em trông đợi Joe Biden ở tù thật nhanh vì tính cách hãm hại thần tượng của em. Thật sự quý vị, tôi đã nói với quý vị là cái quyết định của tối cao pháp viện kỳ này có thể sẽ là quyền miễn tố của tổng thống vẫn có, nhưng mà nó sẽ được định nghĩa lại một cách khác là không có phải là tất cả, mà có thể là chỉ lúc mà ông điều hành quân máy quốc gia. Còn những gì mà không thuộc về điều hành quân máy quốc gia thì có thể bị truy tố. Có thể tối cao pháp viện sẽ đưa ra cái quyết định này, tôi chưa biết được. Nhưng mà dù có đưa ra quyết định này đi nữa vẫn có lợi cho ông Trump rất là nhiều nha. Cảm ơn Phát Lâm đóng góp 20 Mỹ Kim. Vợ chồng em mời anh Phong cà phê sáng. Cảm ơn anh update tin tức mỗi ngày, cảm ơn rất là nhiều. Ok, ok, theo con ý kiến chủ quan thôi, đúng là ông Putin mặc dù ông ta độc tài và tham vọng, nhưng nếu nhìn về mặt khác, ông ta có công vực dậy nước Nga sau ông tổng thống đầu tiên. Ông vực dậy bằng cách nào? Đúng, ông vực dậy bằng cái chính sách gọi là khắc nghiệt. Thì ông có thể chấn chỉnh một phần nào về cái xã hội của Nga. Nhưng mà other side, tức là bên cạnh đó, thì ông ta vẫn có những điều rất tàn ác. Đó, quý vị thấy là những ai mà gọi là phản đối ông ta lần lượt đi tù và chết hết. Ông ta đúng là biểu tượng của độc tài đó nha. Ok. Anh Song nghĩ sao về phong trào giọt nước nghĩa tình ở Việt Nam, có mấy xã thiếu nước ngọt mà kẻ cai trị không lo được cho dân để người dân tự lo cho nhau? Bây giờ tôi đã nói với quý vị là do cái vấn đề gọi là dốt nát về quản lý, cho nên tình trạng thiếu nước ngọt nó xảy ra rồi. Và tôi đã cảnh báo cách đây gần 10 năm. Hồi đó tôi làm một cái phóng sự về cái sông Mekong, cái dòng chảy của sông Mekong. Và tôi đã cảnh báo trước, tôi nói rằng là sẽ đi tới một ngày nào đó, Việt Nam sẽ nhập cạn nước ngọt từ nước ngoài. Tại vì tất cả môi trường đã bị tàn phá và bị ô nhiễm hết và bị nước biển nhập vào. 10 năm trước, năm 2011, 11, 12 gì đó, tôi có làm cái phóng sự về cái dòng chảy của sông Mekong. Lúc đó là tôi phản đối rất mạnh cái đập thủy điện Sajaburi của Lào. Nhưng mà cái đám dốt nát Việt Cộng vẫn không chú ý. Vậy bây giờ tình hình nó như vậy thì bây giờ quý vị còn là giọt nước nghĩa tình. Thêm vài năm nữa quý vị phải nhập cạn nước ngọt từ bên ngoài. Cái điều đó tránh không khỏi đâu nha. Rồi tiếp tục.
Làm cách nào để biết người nào đó tranh cử vô vị trí thượng viện, hạ viện, các vị trí đó được sắp xếp như thế nào? Đơn giản thôi, con muốn tranh cử, con ra con tuyên bố. Ồ, tôi tranh cử chức thượng nghị sĩ, tôi tranh cử chức dân biểu của liên bang. Thì tùy theo quý vị ở cái địa hạt nào, thì quý vị ghi danh chứ đâu cần làm thế nào để biết được đâu. Bất kỳ ai ở Mỹ này muốn tranh cử đều bước ra hết. Và họ sẽ phải làm đúng thủ tục của quy tắc tranh cử. Ví dụ, bây giờ tôi tuyên bố tôi ra tôi tranh cử chức thượng nghị sĩ hay là chức dân biểu đi, thì tôi phải hội đủ tất cả chữ ký ủng hộ trước khi tôi nộp đơn vô. Trước khi tôi nộp đơn vô, tôi phải đi xin chữ ký của những người mà sẵn sàng ủng hộ cho tôi theo cái quy định của ủy ban bầu cử. Thì họ quy định là phải có được bao nhiêu chữ ký ủng hộ, thì mình phải có được đầy đủ chữ ký. Chữ ký đó là bao gồm chữ ký, tên và địa chỉ nhà đàng hoàng của những người đó. Thì đây là cái quy tắc của bầu cử và cái quy định của bầu cử nha. Rồi, bà Nancy Pelosi dạo này sao rồi? Bà đang bị phản đối ở bên, bà có mặt ở bên, hình như bên Anh. Thì kỳ rồi bà đang phát biểu giữa chừng thì bị cái đám biểu tình ủng hộ Palestine nhảy vào interrupt. Tức là nhảy vào bà đang phát biểu thì bị người ta hô lên nhiều lần. Bà gọi bà là một kẻ hiếu chiến. Thì bà đang ở bên Âu Châu đó nha. Rồi tiếp tục. Chú Phong đang xài Lumix đúng không chú? Nếu đổi máy mới chú có thể lên 1080 thay vì 720. No, tôi không muốn lên là bởi vì bây giờ tôi lên 4K cũng được. Nhưng vấn đề ở chỗ là cái đường Internet của mình không ổn định. Và nhiều khán giả sẽ không download được. Nhiều khán giả mà cầm cái phone nhỏ, cái phone nhỏ đâu cần tới 1080, 720 đủ rồi. Và đa số khán giả của tôi coi là họ coi qua cái phone hoặc cái iPad thôi. Thì trong 10 người chỉ chừng 2-3 người là coi cái TV lớn. Khi nào mà tất cả mọi người đều coi TV lớn hết, thì lúc đó tôi sẽ đổi cái format thành 4K hoặc là 1080. Còn bây giờ tôi livestream như vậy đó, thì cái livestream của tôi là chỉ 720 thôi. Là bởi vì đa số người ta coi qua cái phone và cái iPad nhỏ vậy thôi, chứ không phải TV lớn nha. Ok, rồi tiếp tục. Công tố viên Chad Smith truy tố ông Trump bất chấp, sau này có bị khởi tố không anh Phong? Vấn đề là ông ta sẽ vi phạm cái luật gì? Và thời điểm đó Bộ Tư pháp sẽ họ sẽ giám sát lại có ông ta có vi phạm điều gì hay không, lúc đó mới truy tố. Còn nếu ông ta không có vi phạm thì đâu có truy tố gì đâu nha. Rồi tiếp tục, giá vàng Việt Nam sau đấu thầu như thế nào và giá xăng ở Việt Nam sau của những năm cuối năm? Bây giờ tôi nói về quý vị, ngay trong giai đoạn này trước mùa hè thì giá xăng đã cao rồi, ngay cả tại Mỹ cũng cao, còn Việt Nam còn cao hơn. Lý do là bởi vì Việt Nam không đủ năng lượng. Đó, quý vị thấy hôm trước nó cảnh báo ngoài Bắc sẽ bị cúp điện luân phiên là bởi vì cái nguồn điện không đủ. Cái nguồn điện không đủ cung cấp là nó cảnh báo trước rồi đó. Là tại vì thiếu năng lượng. Còn giá vàng thì thế giới có lên nhưng mà mấy bữa nay thì xuống. Còn ở Việt Nam sở dĩ giá vàng nó lên cao là bởi vì người ta không còn tin tưởng vào cái đồng tiền đó nữa. Người ta đi tìm kiếm cái giá trị của lâu dài hơn thì là vàng. Còn bây giờ Việt Nam đang trong tình trạng thiếu nguồn năng lượng. Thì trong mùa hè năm nay tôi không biết là Sài Gòn, Hà Nội sẽ luân phiên cắt điện như thế nào. Khi mà cái mùa nóng, mà ngay bây giờ quý vị đang bị rất là nóng nè. Là nó bị một cái bầu không khí nóng, nó đang quét qua Á Châu. Nhưng đây chưa phải mùa hè, nó chỉ là một cái bầu không khí nóng thôi. Mà ở Việt Nam đã bắt đầu có tình trạng gọi là báo động rồi đó. Bây giờ quý vị tưởng tượng tới mùa hè năm nay, mà lỡ như mà ít mưa thôi. Lỡ như mà ít mưa thôi mà cái bầu không khí nóng hay là cái sức nóng của mùa hè đó mà nó kéo dài một cái là coi như là quý vị sẽ lâm vào tình trạng tương tự như ở Sri Lanka trước đây. Không còn năng lượng, xăng không có đổ, rồi điện cũng không có xài. Ok. Rồi tiếp tục. Wow. Em nghĩ phải đánh Iran thôi, không đánh thì hậu quả khó lường sau này nếu Iran có hạt nhân. Tôi nghĩ rằng thời gian trước mắt thì nó là tình hình bây giờ nó khá lắng động. Nhưng tôi không biết tình trạng lắng động này sẽ được bao lâu. Iran không muốn bị Do Thái tấn công. Họ đã bắt đầu giảm đi cái lực lượng quân sự của họ ở tại Syria. Và ngày hôm qua thì Hamas đã lên tiếng và đề nghị
là sẽ sẵn sàng giải giới. Tức là họ sẽ giải tán tất cả lực lượng vũ trang để đổi lấy hòa bình với Do Thái. Thì có nghĩa là Iran muốn lui lại vài năm, đợi khi họ có vũ khí nguyên tử. Tôi nghĩ là như vậy. Do nên là họ đã lệnh cho tất cả các cái nhóm dân quân là phải giảm bớt cái nhiệt rồi. Do đó thì tôi nghĩ rằng là lần này tùy theo phía Do Thái muốn dứt khoát một lần để giải quyết bài toán của Trung Đông, hay sẽ cò cưa rồi vài năm sau bùng nổ ra lại nha. Rồi tiếp tục, phong trào đấu tranh ở Việt Nam thì đã bị triệt tiêu gần hết rồi phải không anh Phong? Thật sự thì nó đã bị triệt tiêu từ mấy năm nay. Thứ nhất là cái sự trà gọi là đàn áp một cách dã man của cộng sản. Đầu tiên hết là điều đó. Điều thứ hai là bây giờ những người dân trong nước nhìn ra rất nhiều kẻ đội lốt đấu tranh dân chủ để trục lợi về tiền bạc và cấu kết với một số thành phần ở ngoài này, thổi lên trở thành anh hùng đấu tranh sẵn sàng đi tù vào trong tù. Thì quý vị, cái tình trạng này nó đã bị phanh phui mấy năm nay, cho nên bây giờ nó không phải bị triệt tiêu, một phần là do sự đàn áp của cộng sản, nhưng một phần chính những kẻ này đã tự phơi bày cái hình ảnh của họ ra trước công chúng. Bây giờ quý vị hỏi tôi ở hải ngoại, 10 người hết 8 người không tin vào những người đấu tranh trong nước rồi. Ngày xưa họ tin, bởi vì họ bị bịt mắt bởi cái đám truyền thông khuynh tả ngoài này, cấu kết với những cái tên chính trị gia xô thịt ngoài này, rồi dựng lên những cái hình ảnh anh hùng của họ trong nước. Thì ở ngoài này người ta tin lắm, người ta đổ tiền về rất là nhiều. Nhưng mà mấy năm nay là coi như là tất cả cái sự thật trắng trợn bị phơi bày ra. Đương nhiên trong số những anh em đấu tranh vẫn có những người không có thỏa hiệp, nhưng con số này rất ít. Họ vẫn duy trì, họ vẫn bị tù, họ vẫn chỉ trích, nhưng mà rất là ít nha. Còn những cái gì mà quý vị nhìn bây giờ toàn là cái thành phần xôi thịt không à nha. Rồi tiếp tục, wow, Tô Lâm làm tổng bí thư, tắm máu người dân sẽ có sự kiện dỗ gió tanh mưa máu. Vấn đề là ở chỗ bây giờ ổng out game, hết cơ hội rồi. Tại vì khi mà ổng hết, ổng muốn giành vào tứ trụ trước khi ổng về hưu để giành cái ghế tổng bí thư. Nhưng bây giờ là tứ trụ đã sắp xếp xong rồi, ổng không vào được thì đợt này ổng phải về hưu thôi. Theo luật của cộng sản thì ổng phải về hưu thôi nha. Không biết khi nào Tổng thống Trump tuyên bố phó tổng thống, tôi nghĩ rằng ổng sẽ tiết lộ sau cái tháng 6. Sau tháng 6, tức là sau cái primary là 4 tới tháng 6, trên quy tắc là sẽ chấm dứt cái cuộc bầu cử sơ bộ bên đảng Cộng Hòa. 12 tháng 6 là bên đảng Dân Chủ, nhưng mà bên đảng Cộng Hòa là 4 tới tháng 6. Thì sau cái ngày này, ông Trump sẽ tuyên bố, có thể ổng chọn đúng ngày birthday của ổng, 14 tháng 6. Tại vì 4 tây tháng 6 là sẽ chấm dứt cái cuộc bầu cử sơ bộ. Ồ, quên nữa, có một cái thông báo. Có thể trong cái giai đoạn tháng 6, tôi sẽ tổ chức một cái buổi gây quỹ cho thượng nghị sĩ Ted Cruz ở Texas. Quý vị biết Ted Cruz là một người gốc Cuba và ổng là một người chống cộng khủng khiếp. Ổng với lại ông Marco Rubio, hai người đều gốc Cuba. Hai người đều là những người chống cộng sản rất khủng khiếp. Thì tôi đang làm việc, chưa biết là có sắp xếp được lịch hay không. Thì có thể là ở đầu tháng 6, tức là khoảng 8 tây đó, tức là 4 ngày sau biến cố Thiên An Môn. 4 tây tháng 6 là cái ngày mà chấm dứt cuộc bầu cử sơ bộ tại Hoa Kỳ. 4 tây tháng 6 thì cũng là cái ngày thảm sát Thiên An Môn năm 1989, đánh dấu năm nay là năm thứ 35. Ok, thì và 14 tây tháng 6 thì lại là birthday của ông Trump. Thì tôi đang tính là sẽ làm cái fundraiser cho thượng nghị sĩ Ted Cruz ở tại thành phố Houston. Thì hy vọng rằng là quý vị sẽ có mặt, và lần này có thể sẽ có một nhân vật đặc biệt nữa mà tôi đang làm việc, hy vọng mời được ổng có mặt trong cái buổi của ông Ted Cruz. Thì một người rất nổi tiếng, thì chưa biết được, có điều là báo trước cho mọi người biết thôi nha, đang sắp xếp. Rồi tiếp tục, chiếc limousine của Tổng thống Mỹ có phải là Cadillac thiết kế ngoại hình với logo và nội thất da ghế bên không không chú? Thật sự quý vị, các chiếc bây giờ nó thay đổi rồi, thì chiếc xe chở Tổng thống đều là có một cái
Đầu tiên hết là họ phải chọn một hãng xe Mỹ. Chiếc xe của tổng thống không có chọn một nước khác sản xuất mà là do hãng xe Mỹ sản xuất. Và thứ hai là cái tất cả những cái thiết kế đó là với mục tiêu là an toàn cho tổng thống. An toàn cho tổng thống tức là kính chống đạn, trên xe có đầy đủ vũ khí. Ở trên xe đó là họ có đầy đủ vũ khí bắn từ trong xe bắn ra luôn. Và thứ ba nữa là cái loại gọi là cái những cái sườn ở ngoài đó bằng kim loại đó thì là nó sẽ chống chấn động. Tức là nếu như mà gặp phải bom đạn, bom hay là mìn đó thì nó có thể bảo vệ được ở bên trong. Đó là cái chiếc xe được thiết kế đặc biệt, thì trên quy tắc là hãng Cadillac là cái hãng đã cung cấp cái dịch vụ này. Ok. Rồi tiếp tục. Tòa án tối cao đặt những trường hợp còn vài ngày nữa hết nhiệm kỳ tổng thống làm sai, thì lúc đó quốc hội đâu đủ tham để kết luận tổng thống sai và đàn hạch, anh nghĩ thế nào? Là sao? Đặt những trường hợp còn vài ngày hết nhiệm kỳ là sao, tôi không hiểu luôn. Ok. Tôi không hiểu cái câu hỏi này là như thế nào. Có nghĩa là đưa ra quyết định cái gì hay là cái gì như thế nào, tôi không biết được, cho nên không trả lời được nha. Rồi. Ok. Tội nghiệp cho tôi Lâm vì miếng thịt bò mà phải bỏ cuộc chạy đua vào tứ trụ. Tôi cũng không biết là có phải vì miếng thịt bò hay không, nhưng mà cái tham vọng của ông ta có vẻ như đã bị chặn rồi. Đã bị chặn rồi. Thì bây giờ ông ta chỉ chờ về hưu thôi nha. Nguồn gốc mâu thuẫn giữa Israel và Jordan và Iran không? Nó bắt nguồn từ năm 1979 rồi, khi mà lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran lật đổ chính quyền hoàng gia của Iran. Thì ngay lúc đó Khamenei là cái người đã kích động chống Do Thái, và ông ta lấy danh nghĩa là khối Ả Rập. Khối Ả Rập, và nhắc tới trường hợp của Palestine. Ông ta ủng hộ cho Palestine, cho nên là nó bắt nguồn từ đó rồi nha. Ok, lướt qua một số cái đọc rồi. Ok. Vụ tai nạn tử vong 4 người chạy ra VinFast rồi anh Phong. Bây giờ chưa biết, đang trong nằm điều tra. Vụ nó mới quá cho nên là vẫn chưa biết cái thông tin mới nha. Ok. Rồi tiếp tục. Giá trị tiền giấy bị in quá nhiều, nhà băng thì như cướp, giá vàng lên nhiều là vậy. Thì tôi nói với vị là ở Việt Nam bây giờ người ta không tin tưởng vào trong cái guồng máy cái hệ thống tài chánh đó nữa, tức là tiền tệ. Và mấy ngày nay thì cái lượng người ký gửi tiền trong ngân hàng đã không còn nhiều nữa. Bây giờ đám ngân hàng tìm cách chiêu dụ bằng cách tăng phân lời cho những cái saving đó, quỹ tiết kiệm đó, để chiêu dụ người ta đó nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Người có thẻ xanh có tham gia quân đội Mỹ được không anh Phong? Yes. Chỉ cần quý vị có green card thôi là quý vị có thể đóng góp và tình nguyện tham gia vào lực lượng quân đội của Hoa Kỳ. Ok. Thì có những trường hợp mà ở trong nước Mỹ thì bắt buộc phải có thẻ xanh. Nhưng nếu ở ngoài nước Mỹ và ở những cái khu vực được xem là có cái xung đột đó thì không cần luôn. Những người dân ở đó có thể hỗ trợ cho quân đội Mỹ bằng cách là tham gia tình nguyện vào quân đội Mỹ, nhưng mà bán chính thức. Rồi sau cái thời gian họ phục vụ thì họ sẽ được chính thức được đưa về Mỹ và sẽ được có thẻ xanh, tức là quyền định cư vĩnh viễn. Nhưng mà đó là chỉ dành cho những trường hợp ở những khu vực đặc biệt thôi. Ví dụ như ở Syria. Ở Syria đang có 900 binh sĩ đang đang chống lại cái nhóm Hồi giáo ISIS, thì lực lượng người Kurd ở đây là lực lượng đóng góp rất nhiều trong việc tiêu diệt ISIS. Thì những người Kurd ở đây nếu mà họ cảm thấy tính mạng của họ bị nguy hiểm thì sau một cái thời gian phục vụ đó thì họ có thể đề nghị cái quyền được xin tị nạn ở Mỹ, thì lúc đó họ sẽ được duyệt nhanh hơn nha. Rồi tiếp tục. Ok, em sẽ tham gia nha anh Phong. Chưa biết được, tôi đang sắp xếp. Tại vì ông Ted Cruz là một người xứng đáng cho mình hỗ trợ. Bởi vì thứ nhất là ông đứng trên cái quan điểm của nước Mỹ, và ông luôn bảo vệ cho cái giá trị bảo thủ của nước Mỹ, cái giá trị về tôn giáo, cái giá trị về gia đình. Thì cái điều đó là cái điều đầu tiên. Và ông luôn bảo vệ cho cái quyền lợi của nước Mỹ, giống như cái tiêu đề của ông Trump là American First. Và thứ hai, bởi vì ông là người gốc Cuba.
gia đình ổng, tức là từ cái thời thân phụ của ổng đó, đã lánh nạn Fidel Castro đến Hoa Kỳ. Do đó thì ổng và ông Marco Rubio là hai người có cái chủ trương chống cộng sản rất rõ ràng. Nhất là thời gian gần đây là cộng sản Trung Quốc, là ổng gần như là ổng tất cả những cái dự luật đệ trình bởi ông Ted Cruz đó, đều nhắm thẳng vào cộng sản Trung Quốc hết. Thì kỳ này đó là ổng sẽ phải tái tranh cử trở lại sau khi mà ổng đã chuẩn bị hết cái nhiệm kỳ 6 năm. Thì ổng tái tranh cử trở lại. Thì bây giờ chúng ta giúp cho ổng. Thì tôi đang dự tính là có thể là tôi tổ chức một cái buổi gây quỹ cho ổng nha. Rồi tiếp tục. Nếu phỏng vấn được Ted Cruz thì tôi thấy nhân vật này sao đây? Nó bị đẩy lên rồi. Ok, nó bị đẩy lên rồi. Ok. Thì quá đã, tôi thấy nhân vật này khá cứng rắn với các nước độc tài nhưng mang tính nhưng không mang tính phát xít như là Nga. Thật sự quý vị, tôi nói là Ted Cruz hay là Marco Rubio đều là những người chống cộng sản rất quyết liệt. Bởi vì xuất thân của họ, họ hiểu được cái nỗi đau của những nạn nhân cộng sản. Họ là người gốc Cuba. Gia đình của họ đã bị đàn áp ở dưới thời của Fidel Castro, khiến họ phải đào thác tới Hoa Kỳ. Và những người này sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Ted Cruz và Marco Rubio đều sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ. Nhưng gia đình của họ là gốc Cuba. Thì do đó, họ hiểu được cái nỗi đau của những nạn nhân cộng sản. Chính vì vậy mà tôi kỳ này tôi ra mặt là tôi ủng hộ cho ông Ted Cruz rất là nhiều. Thì tại vì Ted Cruz là có hợp với ý của tôi. Ông hợp với ý của tôi là thứ nhất là cái chủ trương chống cộng sản. Và thứ hai là ông biết đặt người Mỹ lên trên hết. Ông biết đặt cái quyền lợi của người Mỹ lên trên hết. Nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok, cảm ơn Joseph Trần Trọng đóng góp 20 Mỹ Kim. Cảm ơn rất là nhiều. Ok. Ok, anh Phong là, theo anh Phong ai làm chủ tịch nước? Thì tôi đã nói quý vị, trên quy tắc thì là họ đã đề danh của Trần Thanh Mẫn, ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng mà từ đây tới ngày 8 tay thì không biết có sự thay đổi hay không. Trên quy tắc bây giờ là coi như là ông này sẽ là chủ tịch nước. Nhưng mà có những cái tin xung quanh nói rằng là Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy của cái gọi là thành phố Hồ Chí Minh đó, tức là Sài Gòn đó, cũng đang có ý ngồi vào cái ghế này. Thì chưa biết, nhưng mà có thể rằng là sẽ không được. Và Trần Thanh Mẫn sẽ là trên nguyên tắc là 8 tây tháng 5 này Cộng sản sẽ họp đó nha. Chú có thể nói tên dòng sông mà con biết ở Âu Châu cũng là nơi khởi đầu của đệ nhất và đệ nhị thế chiến không chú? Đó là dòng sông Danube, nằm trong bản nhạc của Phạm Duy đó. Dòng sông Danube nó chạy dài qua nhiều nước lận. Nhưng mà nó bắt nguồn từ khu vực của các quốc gia vùng Balkan. Nó bắt nguồn từ các quốc gia ở vùng Balkan. Nó chạy qua nhiều nước. Thì dòng sông này là dòng sông khởi đi của đệ nhất và đệ nhị thế chiến. Nha. Rồi tiếp tục. Em thấy anh là bạn của ca sĩ Thế Sơn. Thế Sơn là một trong những ca sĩ rất được nhiều người yêu mến mộ vì bản sắc Việt Nam Cộng Hòa rất cao. Vì anh là con của sĩ quan Cộng Hòa. Anh nói đôi lời về Thế Sơn không? Thật sự, quý vị, tôi thì với Thế Sơn thì không có quen biết nhiều. Nhưng vợ của Thế Sơn là Khánh, tức là Joyce Nguyễn á, lại là chiến hữu đấu tranh chung với tôi ngày xưa. Vợ của Thế Sơn đó là Joyce Nguyễn á, tức là Khánh á, thì là chiến hữu đấu tranh với tôi. Thì cái đó là, nhưng còn Thế Sơn thì có cái bản sắc rồi. Nhưng mà vợ thì mạnh mẽ hơn. Vợ Thế Sơn thì mạnh mẽ hơn. Cổ là một trong những người mà rất năng nổ trong cái công cuộc đấu tranh chống cộng sản và đấu tranh cho cái quyền con người ở Việt Nam nha. Rồi lướt qua một số cái đọc rồi nha. Những người Do Thái ủng hộ hòa bình ngắn hạn là ở Do Thái hay ở nước ngoài vậy anh Phong? Đa số ở New York, Cali. Những người mà ủng hộ cho một cái giải pháp ngắn hạn về hòa bình đó, đa số là thành phần thiên tả ở tại New York. New York và Cali. Và cũng có ở Do Thái nữa, nhưng mà con số này không nhiều lắm nha. Rồi tiếp tục. Ủng hộ Ted Cruz làm lãnh đạo Cộng hòa Thượng viện thay thế Mitch McConnell. Ổng không có ý định này. Người có ý định ra tranh cử vào cái chức thay thế cho Mitch McConnell là ông
ông thượng nghị sĩ của Florida chứ không phải là Ted Cruz. Ok, Ted Cruz không có ý định này, nhưng Ted Cruz khi mà ông Trump trở lại cái chính quyền đó, nếu mà ông Trump thắng cử kỳ này đó, Ted Cruz sẽ có một vị trí khác. Bây giờ ổng là thành viên của Ủy ban Thương mại. Nếu như mà ông Trump không dùng ổng ở trong cái nội các hoặc là một cái chỗ khác mà tôi không dám nói, ok, thì có thể Ted Cruz trở thành chủ tịch Ủy ban Thương mại của Thượng viện. Cũng giống như Marco Rubio. Marco Rubio hiện nay là thành viên của Ủy ban Tình báo. Nhưng nếu mà Đảng Cộng hòa nắm lại quyền đa số ở Thượng viện, thì Marco Rubio sẽ là chủ tịch Ủy ban Tình báo ở Thượng viện. Còn ông Ted Cruz là high ranking của Ủy ban Thương mại. Thì nếu như mà Đảng Cộng hòa nắm lại quyền đa số ở Thượng viện, thì ông Ted Cruz có thể trở thành chủ tịch của Ủy ban Thương mại. Ok. Tuy nhiên thì tôi được biết ở trong cái team tranh cử của ông Trump đang có ý định cho Ted Cruz một cái vị trí khác. Thì tôi chưa biết được. Cái này là cái mà tôi được biết như vậy thôi. Có điều là Ted Cruz là một trong những luật sư. Ông là luật sư. Và ổng là một trong những thượng nghị sĩ mà tôi rất là kính trọng. Ở trên sàn Hạ viện có một số người tôi rất thích. Ví dụ như là người đầu tiên là phải nói là Ted Cruz, Marco Rubio, Rick Scott. Đó, Rick Scott là cái người mà đang muốn tranh vào cái chức chủ tịch khối đa số hay thiểu số của Hạ viện đó. Cũng ở Florida. Marsha Blackburn. Và cái người trẻ nhất mà có một cái tính cách gọi là rất là tốt, mà có một cái quan điểm rất rõ ràng trong vấn đề chống cộng sản đó, là ông George Hawley. Ông George Hawley rất là trẻ, nhưng mà ông là một người rất là cứng rắn với chủ nghĩa cộng sản, và ông là người rất cứng rắn với cái lực lượng gọi là tả khuynh ở Mỹ đó. Thì đó là những người mà tôi rất kính trọng. Và bà Marsha Blackburn. Marsha Blackburn là thượng nghị sĩ của tiểu bang Tennessee. Thì bà là một người rất cứng rắn với cộng sản Trung Quốc. Những người này là những người tôi rất thích. Thì Ted Cruz là nằm trong số đó nha. Rồi tiếp tục. Tôi có dịp làm cho ông bà chủ gốc Cuba năm thập niên 90, họ chống cộng quyết liệt còn hơn người Việt mình. Dạ, người Cuba họ chống cộng sản rất là nhiều, nhưng mà bây giờ họ cũng bị chia rẽ giống như người Việt. Có một phần những kẻ người gốc Cuba, nhưng bây giờ là họ gần như là họ thúc đẩy Joe Biden là xóa bỏ lệnh cấm vận với lại nhà nước cộng sản Cuba. Và vừa rồi quý vị thấy là có một nhà ngoại giao, ổng là gốc Cuba mà ổng là một nhà ngoại giao của Mỹ, từng là đại sứ của Mỹ tại Cuba, vừa bị truy tố tội làm gián điệp cho Cuba. Thì bây giờ cộng đồng Cuba có một phần bị chia rẽ, tức là họ có một thiểu số, nhất là những kẻ mà gốc Cuba mà sống ở New York đó, là những kẻ này phản thùng hết. Những kẻ này là bây giờ chỉ muốn vận động cho xóa bỏ lệnh cấm vận với Cuba thôi nha. Rồi tiếp tục. Anh Phong có tin câu chuyện đom đóm của Vương Đình Huệ không? Mấy tên cộng sản nó nói cái gì mà tin làm gì? Bây giờ nó nói chuyện gì tôi cũng không tin cả. Trừ khi nó nói thật, gia đình nó là bần cô nông, thất học. Còn nếu không tôi không có tin những cái câu chuyện theo dệt của cộng sản nha. Rồi tiếp tục. Chính phủ Úc muốn mua vũ khí nguyên tử để phòng vệ sau cái ông nội tổng thống Pháp phản đối về anh Phong, thằng này vô duyên quá. Không phải, mà là nó không phải phản đối, mà là chạm bực mình. Tại vì ngày xưa Úc ký là sẽ đặt những cái tiềm thủy đỉnh chạy bằng dầu diesel của Pháp. Nhưng mà sau đó thì khi lập cái liên minh AUKUS thì Úc hủy cái hợp đồng này và quay sang làm việc với Hoa Kỳ và Anh. Hoa Kỳ và Anh hỗ trợ cho Úc có được tiềm thủy đỉnh nguyên tử. Và thứ hai là sẽ dựng một cái công xưởng đóng thuyền, đóng vụ tiềm thủy đỉnh nguyên tử ở tại Á Châu luôn. Cho nên là đám Pháp nó bị mất hợp đồng, nó bực mình. Ok, mất hợp đồng nên bực mình thôi. Chính ra là cái tiềm thủy đỉnh nguyên tử. Thì bây giờ Úc đang chuẩn bị có được cái tiềm thủy đỉnh nguyên tử, với nó gọi là Virginia Class. Là cái này là do Hoa Kỳ cung cấp qua. Nhưng thì đang chuẩn bị mà làm cái công xưởng đóng tiềm thủy đỉnh ở Adelaide. Theo tôi biết là ở Adelaide là họ đang chuẩn bị để mà có thành lập cái công xưởng chế tạo tiềm thủy đỉnh. Và trong đó thì Anh và Hoa Kỳ, một bên là hỗ trợ về phương thức công thức, một bên là hỗ trợ về nguyên tử, để Úc có thể có được những cái này nha. Rồi tiếp tục.
Mike Pompeo cũng sẽ là ứng viên tiềm năng tổng thống trong tương lai. Theo tôi biết thì có thể kỳ này á, ông sẽ giữ cái vị trí là Bộ trưởng Quốc phòng đó. Có thể Mike Pompeo sẽ giữ cái vị trí là Bộ trưởng Quốc phòng đó nha. Nếu Anh Quốc thành công trong việc đưa người nhập lậu vào Anh định cư qua ở Rwanda thì Mỹ sẽ làm như vậy không? Là sao? Rwanda là ở Phi Châu mà. Còn nhược nhập cư là đưa trả về đó hả? Trả về Rwanda đó hả? Thật sự quý vị, Anh Quốc có một cái luật rất là đặc biệt. Nếu quý vị lọt vào trong lãnh thổ Anh thì sẽ không bị trục xuất. Chính vì vậy rất nhiều những người đến Âu Châu đó thì họ tìm đủ mọi cách để họ lọt vào nước Anh. Ở Pháp, ở Đức, ở Tây Ban Nha, ở những quốc gia Âu Châu đó, họ vẫn có cái chính sách trục xuất. Nhưng Anh không có. Anh nếu mà quý vị là di dân bất hợp pháp, chỉ cần quý vị lọt vào trong cái lãnh thổ của Anh thôi, thì quý vị sẽ không bị trục xuất. Chính vì vậy, rất nhiều những người từ ở Á Châu như từ Việt Nam, từ Trung Quốc, hay là từ ở khu vực Trung Đông đó, họ tìm đủ mọi cách khi mà họ tới được các quốc gia Âu Châu rồi. Họ vẫn tìm cách vào Anh. Là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Em rất thích Ted Cruz, ủng hộ vận động cho Ted Cruz. Hy vọng, bởi vì tôi là cái này tôi có thể tôi làm cho ổng đó, tôi chưa biết được. Nhưng mà có thể sau khi mà tôi làm việc với lại cái team của ổng xong và một số anh em hỗ trợ cho ổng, thì lúc đó tôi sẽ loan báo chính thức, chắc có lẽ là trong tuần tới nha. Các dự luật Joe Biden ký để bảo vệ một số nhân viên của ông ta không bị đuổi, vậy khi ông Trump làm tổng thống có thể xóa sạch được không? Vấn đề là ông Trump sẽ hủy bỏ tất cả những quy tắc này và đặt ra quy tắc mới, và tất cả các bộ ban ngành sẽ đi theo quy tắc mới. Thì lúc đó là không phải do ông Trump mà do những người đứng đầu các ban ngành đó mà ông Trump đã bổ nhiệm. Vậy thì ông Trump chỉ bổ nhiệm là bổ nhiệm những người đứng đầu trong các ban ngành thôi, trong cái nội các của ông thôi. Và những người này, họ sẽ đi theo cái chiến lược từ cái tổ chức Heritage Foundation. Thì cái chiến lược, cái tổ chức chiến lược đó đang soạn thảo tất cả cái khung quy tắc nha. Đề cử Ted Cruz vào tôi gặp pháp viện. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Chính sách xã hội có thể thành công Âu Châu, nhưng Mỹ con khẳng định là gì đây? Sẽ không bao giờ thành công là sao? Nhưng ở Mỹ sẽ không bao giờ thành công. Tôi nói với chị, bởi vì quan điểm khác nhau. Và ở Mỹ này á thì chủ trương người dân là tạo ra tài sản chứ không sống bám vào người khác. Đó là chủ trương ở Mỹ. Bây giờ cái đám khuynh tả nó muốn chơi cái trò giống như Âu Châu sẽ không được, tại vì truyền thống của nước Mỹ từ lúc lập quốc tới bây giờ. Ok. Rồi Ted Cruz có thể làm bộ trưởng tư pháp? No. Ted Cruz sẽ không làm bộ trưởng tư pháp, nhưng có thể quý vị, nếu mà ông Trump thắng cử kỳ này thì trong tối cao pháp viện sẽ có một người về hưu. Người đó là ông Clarence Thomas. Và như vậy ông Trump sẽ có cơ hội bổ nhiệm thêm một người vào tối cao pháp viện. Và người này có thể là Ted Cruz. Tôi chưa dám nói, tôi chưa dám khẳng định. Nhưng mà các cái tin tức cho tôi biết, người mà ông Trump, nếu như mà ông Trump thắng cử, tại vì ông Clarence Thomas dự tính là nếu như đảng Cộng hòa nắm lại ghế hành pháp, ông sẽ từ chức. Ông sẽ về hưu. Và tối cao pháp viện sẽ khuyết một chỗ. Và có nhiều người đã đồn đoán trong đảng Cộng hòa là có thể người đó sẽ là Ted Cruz nha. Rồi tiếp tục. Ông Trump là tổng thống thì số phận di dân bất hợp pháp vào Mỹ sẽ như thế nào? Ông tuyên bố sẽ trục xuất hàng loạt, tức là mass deportation. Tức là những di dân bất hợp pháp sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Đó là cái lời cam kết lần trong ngày đầu tiên ông làm tổng thống. Ông Trump, ông đã mấy lần phỏng vấn, ông đã nói rồi. Ông xin được độc tài trong cái ngày đầu tiên nhận chức. Một ngày đó thôi. Chỉ một ngày đó thôi. Thứ nhất là ông sẽ ký lập lại tất cả việc mà khai thác các cái năng lượng tại Hoa Kỳ. Và thứ hai, đóng cửa biên giới và trục xuất di dân bất hợp pháp. Trục xuất hàng loạt luôn. Thì cái này là cái lời cam kết của ông Trump nha. Rồi tiếp tục. Có phải Hilton bây giờ Blue chiếm đa số không? Yes. Từ xưa, từ mười mấy, 20 năm nay rồi. Gần như 20 năm nay là thành phố Houston, 11 ghế, gồm luôn cả ghế thị trưởng, đều là đảng Dân Chủ hết. Thành phố Houston là cái thành phố được xem là lớn ở Mỹ,
nhưng mà đảng Dân Chủ quản trị. Còn toàn bộ tiểu bang Texas, từ Dallas, Arlington, Fort Worth cho tới Austin, Garland hay là một số nơi khác là đảng Cộng Hòa hết. Nhưng riêng thành phố Houston là đảng Dân Chủ nha. Rồi tiếp tục, Ron DeSantis phản ứng rất mạnh với vụ sinh viên biểu tình chống Do Thái và cho phép đuổi học với cấp túc đó anh Phong. Tiểu bang Florida đã trở thành tiểu bang có hệ thống đại học rất tốt nhất nước Mỹ không? Cho tới giờ phút này thì mỗi tiểu bang đều có hệ thống đại học rất là tốt. Có điều là tốt nhất mà được xem là tinh hoa thì nó nằm dồn ở một số những cái tiểu bang ở Đông Bắc, chứ không phải là ở dưới Florida. Đông Bắc thì gồm có Massachusetts, New York, Connecticut, rồi Pennsylvania vân vân, thì nó gọi là Ivy đó, Ivy League, là những đại học tinh hoa đó. Nhưng mà bây giờ nó bị biến thể hết rồi, nó không còn là tinh hoa nữa, nó bị biến thể hết rồi nha. Rồi tiếp tục, Adam Schiff vừa bị lấy hết đồ ở San Francisco. Anh nghe tin này thấy vui với tôi, với tụi bữa. Thật sự quý vị, cái này là tôi đã được cảnh báo trước, ông ta bị là đáng chịu, tại vì ông ta stop với tội phạm. Xe ông ta bị đập kiến và bị lấy đi, bị lấy đồ. Thì quý vị, ông ta đã được cảnh báo trước, cảnh sát đã cảnh báo ông ta rồi, nói là phải đừng có để những cái đồ nào ở trong xe hết, để trống hết, đừng có để gì hết. Thì ông ta bị là ráng chịu. Nhưng mà cái này cho quý vị thấy, chính họ là nạn nhân, chính họ là nạn nhân của cái chính sách mềm dẻo với tội phạm đó. Và ai tới San Francisco người ta cũng được cảnh báo không để bất cứ một cái gì trong xe. Thì quý vị, người ta mà even quý vị không để bất cứ một cái gì trong xe, xe vẫn bị đập kiến nha. Rồi tiếp tục, anh có nghĩ nhiều nhân vật cao cấp của chính phủ Việt Nam miễn nhiệm gần đây có ẩn khuất gì hay khác không? Thứ nhất là em dùng sai chữ, em phải gọi là chính phủ cộng sản, tại vì cái chính phủ đó bất hợp pháp với người dân Việt Nam. Nó là dùng cái quyền lực vũ lực để mà nó giành quyền cai trị thôi. Nó chưa bao giờ được dân bầu. Thì bây giờ nó đấm đá nhau, nó giết nhau thì dân ngồi coi coi kịch thôi chứ làm gì. Nó đấm đá, nó giết nhau thì dân coi kịch thôi. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Ok, Ivy League, có phải là yếu tố thương mại trong đó không chú? Bây giờ thì nó bị chuyển qua yếu tố thương mại đó. Chính vì vậy nó mới thúc đẩy cái gọi là công bằng, bình đẳng, hội nhập và đa dạng. Tức là chương trình DEI đó. Là cái đó là nó muốn lấy thêm tiền đó. Và nó mở một cánh cửa cho nhiều sắc tộc khác nhau vào đó. Trong khi những đại học Ivy ở Mỹ, cái điều quan trọng nhất là phải là top. Những học sinh, những sinh viên đó phải là top nhất trong các trường trung học, đứng hàng đầu trong các trường trung học thì mới được vào được. Tức là khả năng. Xưa nay Đại học Mỹ nổi tiếng là do khả năng của sinh viên. Còn bây giờ nó đẻ ra cái chương trình DEI, tức là bình đẳng, hội nhập và đa dạng. Tức là mỗi cộng đồng nó chọn chút vậy đó. Thì đâm ra là nó bây giờ nó không còn là Ivy nữa rồi nha. Rồi tiếp tục, ok, có khi nào ông Tô Lâm ngồi ghế Tổng Bí thư kiêm luôn Bộ trưởng Công an trước gì đây, Đại hội 14 để nắm trọng quyền lực không chú? Theo tôi biết thì theo quy tắc cộng sản là không được. Muốn làm Tổng Bí thư phải nằm trong tứ trụ. Ok. Và ông ta tới tuổi về hưu rồi. Ông ta tới tuổi về hưu. Nguyễn Phú Trọng rất nhận Tổng Bí thư là chưa tới tuổi về hưu. Bây giờ về hưu rồi nha. Rồi tiếp tục, ông Trump lên thì năng lượng sẽ rẻ lại Hoa Kỳ, còn lại Âu Châu vẫn đắt thôi vì nhập từ Nga. Vấn đề ở chỗ là họ có chịu nhập từ Hoa Kỳ hay không. Họ sẽ từ bỏ việc nhập cản năng lượng hoàn toàn từ phía Nga hay không, hay là họ vẫn ham cái năng lượng rẻ của Nga. Vấn đề ở chỗ đó nha. Rồi tiếp tục, Việt Nam bây giờ có giống chế độ quý tộc nô lệ ngày xưa của Mỹ không anh? Nó không giống. Nó tàn độc hơn rất là nhiều. Ngày xưa chế độ quý tộc của Mỹ là bắt nguồn từ Anh chứ không phải Mỹ. Bắt nguồn từ Anh chứ không phải Mỹ. Và ít nhất người ta cũng còn nương nhờ cho những người nô lệ.
Còn Cộng sản Việt Nam bây giờ nó không coi dân là nô lệ, nó coi dân là súc vật. Rất là rõ ràng nha. Rồi, Joe Biden sau 50 năm đã nhận ra sao quả tạ. Tôi nói với các bạn, bây giờ chưa biết được, nhưng mà tôi nhìn thấy cái vận mạng của ông ta là không xong rồi nha. Có luật nào cấm bỏ phiếu qua thư đối với những tiểu bang chiến đấu chiến lược ngày địa không ạ? Chứ bỏ phiếu qua thư gian lận biếu là không tránh khỏi. Không có cái luật nào cấm, tại vì mỗi một tiểu bang đều có luật bầu cử riêng. Nhưng mà bây giờ các tiểu bang chiến địa họ đã bắt đầu giám sát chặt chẽ rồi. Và bây giờ những ai mà muốn bầu qua thư tín thì phải nêu lý do chính đáng. Có một số tiểu bang họ bắt phải nêu lý do chính đáng, ví dụ như ở Georgia. Họ vừa thông qua xong, phải tới phòng phiếu. Còn nếu mà muốn gửi phiếu bầu khiếm diện, tức là absentee vote đó, là phải nêu lý do chính đáng. Thì đại khái mỗi tiểu bang đều có luật bầu cử riêng nha. Rồi tiếp tục. Ông Kennedy hình như ổng không ủng hộ cấm TikTok hả chú? Cả tôi cũng không ủng hộ. Chứ đừng nói tới ổng. Và ông Trump cũng không ủng hộ. Lý do là mình chỉ muốn là Biden thoát vốn thôi. Thứ nhất là nó sẽ liên quan tới cái tu chính án số 1. Thứ hai là TikTok phải được kiểm soát từ phía Hoa Kỳ. Ok. Và thứ ba là cái vấn đề nó phải có sự cạnh tranh. Bây giờ dẹp TikTok một cách trắng trợn như vậy thì có nghĩa là làm lợi cho Facebook. Giúp cho Facebook được độc quyền à. Do đó, tôi thì tôi không đồng ý, nhưng mà tôi mong là phía của chính phủ sẽ buộc Biden thoát vốn, mặc dù là ngày hôm qua thì họ tuyên bố họ sẽ không thoát vốn, họ thà đóng cửa TikTok ở Mỹ. Thì điều này cho thấy là toàn bộ là đảng Cộng sản đang điều khiển. Chứ chỉ về nguyên tắc nó chỉ là mạng xã hội thôi, tôi không có ủng hộ cái việc đóng cửa TikTok đâu. Ok. Mặc dù tôi không có xài TikTok, nhưng mà thứ nhất là cái quyền tự do ngôn luận. Thứ hai là cố tình đi như vậy là coi như là sẽ tạo cái lợi cho phía của Facebook rất là nhiều. Và Facebook càng gần như sẽ độc quyền về mạng xã hội. Điều đó là điều mà tôi nghĩ rằng là không có lợi cho nước Mỹ nha. Rồi tiếp tục. Huawei bị Mỹ cấm vận do dữ liệu người dùng, vậy Xiaomi sử dụng có lo ngại giống Huawei không chú? Đều là do là đoàn công nghệ của Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mà Xiaomi không có bán ở Mỹ, thứ nhất. Thứ hai, Xiaomi không sản xuất những cái thiết bị dành cho cái mạng lưới 5G. Huawei là công ty duy nhất. Xiaomi chỉ bán điện thoại thôi và sản xuất điện thoại thôi. Chứ Xiaomi không có những cái kỹ thuật khác giống như Huawei. Chính vì vậy mà và ở Mỹ này cũng không ai biết Xiaomi là ai cả. Ở Việt Nam thì biết chứ ở Mỹ này không ai biết cả. Gần như là họ họ zero thị trường ở Mỹ. Trước đây Huawei nhập vào thị trường Mỹ được là nhờ qua cái hệ thống của chính phủ. Họ mua những cái điện thoại rẻ tiền của Huawei để họ cho miễn phí những người già. Bây giờ bị cấm rồi, bị lấy ra hết rồi. Còn Xiaomi không có nha. Rồi tiếp tục. Ông Trump có thể lật lại hết chính sách độc tài về vaccine của Joe Biden được không chú? Đâu cần đâu. Bây giờ đâu còn nữa đâu. Bây giờ đâu còn cái độc tài gì trong vaccine nữa đâu. Bây giờ xả hết rồi. Sau khi đại dịch hết thì cũng xả rồi. Thì cái này là không có lý do gì mà ông Trump phải lật nữa hết nha. Nếu khi mình nhận phiếu bầu mình đến tới văn phòng supervisor để bỏ phiếu không gửi bưu điện có được không? Thì tại sao không tới phòng phiếu? Tới phòng phiếu bỏ vô phòng phiếu cho nó xong. Thì ở Mỹ này có nhiều chính trị gia và cái team làm việc của họ giúp cho quý vị lắm. Đừng có thắc mắc những cái chuyện tiểu tiết này. Đừng có thắc mắc những cái chuyện tiểu tiết này. Mà phải nhắm vào việc quý vị bầu cho ai. Còn những cái tiểu tiết này không có big deal nữa rồi. 2020 nó là big deal nhưng bây giờ hết rồi nha. Ở nước ngoài có nhiều diễn đàn chống Cộng sản Việt Nam nhưng bang giao với Cộng sản Việt Nam là nghĩa gì? Cái đó là do đám khuynh tả đó. Chống Cộng sản Việt Nam vẫn chống. Chúng tôi vẫn chống cho tới ngày hôm nay. Và cái chuyện bang giao này nó cũng không nói lên cái ý nghĩa gì cả. Ngay cả Trung Quốc
ngày xưa từng là đối tác thân cận nhất của Hoa Kỳ đó, bây giờ trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ đó. Thì đừng nghĩ rằng cái chuyện là bang giao với lại Cộng sản Việt Nam thì sẽ là bạn. No. Khi mà chuyển trục về Á Châu, chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi chỉ làm ăn và trở thành đối tác của những quốc gia có chung suy nghĩ thôi. Có nghĩa là Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị bước vào cái ghế bị cô lập và sẽ có thể trở thành kẻ thù của Mỹ đó. Tương tự như Trung Quốc. Cộng sản Việt Nam có thân Mỹ bằng Trung Quốc không? Trong 30 năm qua. Nhưng bây giờ Trung Quốc đang chuẩn bị trở thành kẻ thù của Mỹ kìa. Đã trở thành kẻ thù rồi, một nửa rồi. Đừng có nói cái nó không có ý nghĩa gì hết nha. Rồi tiếp tục. Chú có thể giải thích về băng gì đây? SD cam SA của Sony không chú? Bây giờ đâu còn ai dùng SD cam nữa đâu. Bây giờ hầu như là họ dùng về 4K không, mà bây giờ tất cả kể cả Sony bây giờ cũng ra 4K rồi. SD bây giờ là old school rồi. Ok, không còn, chỉ còn ở một số những nước nghèo khó đang phát triển hay là những kẻ không có tiền thì đi kiếm những cái này thôi. Chứ bây giờ gần như là các đài truyền hình Mỹ đều chuyển qua 4K hết rồi. Do đó nó không có cái ý nghĩa gì cả nha. Rồi, cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.